Xin chào các bạn đã đến với kênh Đê Trần Vlog. Và hiện tại mình đang ở cái khu phố đắt đỏ nhất của Praha và cũng là của Séc. Đó, các bạn nhìn thấy bên đường đây là những cái đoàn xe người ta đưa khách du lịch, nhưng hiện tại không có khách. Đây này, có những xe ngựa. Còn đây là bây giờ mình bắt đầu đi nha các bạn. Đây là cửa hàng DNG đô la xe Garbana. Đó, bây giờ mình đi tiếp. Đấy, sẽ quay cho các bạn xem cái khu phố này. Khi trước chưa có dịch đó, thì rất là đông. Bây giờ không có khách du lịch, các cửa hàng này có nhiều cửa hàng đã phá sản. Đấy, bên trong mình không vào bên trong, mình chỉ quay bên ngoài tạm thời cho các bạn xem. Đấy, đó là quần áo người ta bán. Đó, còn giá cả thì mình không biết. Rồi, một cửa hàng mình đi tiếp. Còn đây là một cửa hàng nữa. Đấy, cũng bán giày dép quần áo. Đấy là bên trong cửa hàng, đấy là mang tên đây nè các bạn. Đó, đây là những chiếc xe đạp tự động, mình trả tiền mình lấy mình chạy. Đó, cũng có một hai người khách đang thử quần áo. Tiếp theo mình đi tiếp. Đó, đây là cửa hàng bán hoa ly. Tên cửa hàng bên trên nè các bạn. Cửa hàng này hiện tại có coi không có ai hết, chắc đóng cửa rồi. Đấy, mình đi tiếp cái khu phố này. Khu phố này hiện tại là rất vắng khách. Mỗi năm mùa đông mùa hè gì cũng đông lắm. À, cái này là cửa hàng mới nha các bạn. Khi trước cái chỗ này là tên khác, bây giờ chắc đổi chủ rồi. Để xem bên trong có người không. Cũng không. Đây chỉ có hai con gái này thôi. Đó. Ở bên trong có một chú đang ngồi đọc báo. Chắc chờ vợ thử quần áo. Mình đi tiếp nha các bạn. Bên trong kia là bên đường cũng đang sửa chữa. Đây một cửa hàng nữa của nữ, cửa hàng mang tên là Pinko nha các bạn. Đấy, cửa hàng này các chị em phụ nữ cũng thích túi sách lắm. Túi sách nè, có hình hai con chim nè bạn. Đấy, bên trong coi cũng có một người, nhưng mà người bán hàng. Ồ, chỗ này đã đóng cửa, chắc phá sản rồi, chúng ta đi tiếp, bỏ qua. Đi tiếp. À, đây có một chiếc xe đẹp nè các bạn, Urus Lamborghini. Màu này cũng đẹp. Còn đây là cửa hàng Moncler, chuyên về áo khoác đồ đông á các bạn. Tiếp theo tầm đồ đông, đấy có cái chú bảo vệ chú đứng, cái cô nhân viên. Ô, bên trong cửa hàng cũng bịt miệng lại ha. Tiếp theo mình sẽ đi tiếp. Đây là cửa hàng cho các bạn xem nè, vết sắt đó, nam nữ đầy đủ hết. Đấy, có đôi uy ngương này đó, tay cầm của cái cửa. Ô, bên trong cũng không có ai hết. Ô, cái túi mới này nha các bạn. Đấy, các bạn cố gắng ủng hộ mình nha.
để mình có tiền mua túi này xong mình tặng các bạn. Đây tiếp theo là Valentino. Đó. Đấy, các bạn xem đi. Đi tiếp nha các bạn. Đây nữa, cửa hàng đây. À, cũng bán quần áo thôi. Khu này nó chủ yếu là bán đồ quần áo các bạn. Cửa hàng nào cũng thấy không có người hay sao kỳ á. Đây nữa các bạn. Cửa hàng này. Đây, lông trong. Bên trong đẹp lắm, không có ai hết. Tại sao? Được rồi, đi tiếp. Bây giờ tới đây là cửa hàng gì đây? À đây. Cô gái Prada. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua quần áo, mua túi xách thì đây. À, bên trong cái này đông. Đây các bạn nha. Không vô được thì không thích hợp với mình. Điều kiện cũng không cho phép. Mong trời sự ủng hộ của các bạn. Đó, rồi, mình đi tiếp. Tại cái khu này mình cũng đi thường xuyên mà. Đây mình đi tiếp, đây là cửa hàng của chiếc xe Brabus. Đây cửa hàng Rolex đồng hồ nha các bạn. Ở trước mình cũng có một cái nhưng mà mình mua ở Việt Nam á, mua ở trong cái cửa hàng đồ giả mà. Nhưng mình không đeo, mình để mình nghiên cứu và nó đẹp hơn. Cuối cùng mình cầm cho nó rớt mấy cái hộp sòn xuống thế rồi thôi mình đeo nó. Đấy, đây có một cái nhỏ nè các bạn. Đấy, cái hình như cái cuối cùng các bạn lên mua đi nha. Rồi tiếp theo mình đi cái cửa hàng này. Đây cái tên nó đây, Tuốt Trên Trời. Đó. Đây có cô này ra. Người đi hình nhiều. Còn đây nữa, cửa hàng Fendi nha các bạn. Đó, cửa hàng này đắt lắm. Tôi không có nhìn. Có chú bảo vệ đứng ngoài cửa. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là tới cái tên này, chắc các bạn cũng không lạ gì. Hermes. Đó. Sơ cho các bạn xem thôi. Khi nào mình có tiền mình mua, mình đứng mình sẽ review cho các bạn xem. Còn đây là tiếp theo, cửa hàng cà phê nha các bạn. Bán cà phê nhưng mà hình như không uống, chỉ bán mang về. À có bên trên. Tiếp nè các bạn. Cửa hàng này đã đóng cửa. Cửa hàng này là cái tên đó nè các bạn. Đây. Cửa hàng của chị em phụ nữ rồi. Túi xách Hura. Túi nhựa lắm. Để mình tới gần cho chị em xem. Đấy, chị em lên nhanh thì không có hết rồi. À, đặc biệt là cái khu phố này nha các bạn.
khi xưa có một cái cửa hàng Chanel. Chanel hình như là cái chỗ này, chỗ Fula này. Nhưng mà sau mùa dịch á, chắc chịu không nổi, dẹp rồi, bây giờ mình không thấy đâu hết. Mà anh khai vào đấy là cái Fula này nha. Còn đây là cửa hàng đồng hồ, đồng hồ Savanton. Okay. Khu này đặc biệt, xe của những người tới, khách tới đây á, đẹp lắm nha các bạn. Các bạn nhìn thấy là bọc BMW rồi. Ban ngày nó có Lamborghini, Ferrari nhiều lắm. Ở đây là cái gì đây? Dior nha các bạn. Đấy. Trắng tinh. Cầm này rung quá các bạn thông cảm nha. Mình sẽ đầu tư mua cái cây gimbal. Hồi trước mình có nhưng mà cây đời cũ á, sao mình bán rồi. Giờ mình chờ mua cái đời mới nó cũng không đắt. Đấy có hai cái giỏ, ui ba cái giỏ trắng á bạn. Đẹp quá, chớp chớp. Bây giờ mình sang đường. Tại tới đây là tới cái chỗ kia đông người lắm, đang dịch bệnh, mình không muốn tới. Rồi mình đi qua đường nha các bạn. Đây. À đây là thành phố nha các bạn. Mình nhìn đó, thành phố đó. Kia kia đó đỏ trên. À. Đây là tiệm đồng hồ. Dưới cảm. Đây mình. Hộp sò. Đây này. Mình phải đứng xa xa nè. Lỡ đụng vô bể của người ta. Còn đây tiệm đồng hồ. Berlin. Berlin. Nói những cái đồng hồ này. Rất là đắt tiền. Trong còn nhiều lắm. Chừng nào mình có tiền mình vô trong mình review cho các bạn. Đây là cái mình chắc chắn mình biết cái chiếc xe này mình hay gặp đó là của cái tiệm đồng hồ này. Còn đây là LV, Louis Vuitton. Đây, các bạn nào coi mắt kính kìa. Ồ có cái mắt kính màu trắng đẹp quá hả. Ở đây còn cái nó màu đen này các bạn. Đây cô gái. Nhãn hiệu của cửa hàng đây. Đây có một chú bảo vệ đứng thôi. Bên trong ấy, tên của cửa hàng nha các bạn. Saint Laurent. Đi tiếp. Tại vì mình không thể nào quay lâu được các bạn. Mấy video đầu mình chỉ quay khoảng tới 15-16 phút là mình phải ngưng. Chứ YouTube nó không cho mình quay nhiều hơn. Càng nhiều thì cũng phải có sự ủng hộ các bạn thì mình mới kỳ sau mình mới quay được, hoặc mình livestream trực tiếp được. Còn cái này mình cũng cho lên xong mình up lên sau mà. Còn qua bên đường. Đây Gucci nha các bạn. Gucci. Bây giờ nó vào đông nên là thường thường nó bán mùa đông.
chi bên trong đông quá, chi hai ba người bảo vệ lắm. Cái giỏ muối của nó giờ mẫu mã nó như thế này đấy. À, bên trong cũng có mấy cô gái đi mua. Ồ, bảo vệ đây mặc áo thun. Đấy. Railing. הם אמרו לכיוון המלל, מה עדיין מה שיש? יאללה, נכנס לדמיין, נער שבא אלה שקשור. רואי. קייקוי קומבי. תאי קומדם מוי בעי פוק רואי. Cái nào bên trong nó cũng lồng lẫy vậy. Bên kia còn nhiều tiệm đồng hồ lắm. Nhiều. Vẫn còn một đoạn nữa. Nhưng mà mình tạm thời ngưng ở đây. Chờ sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và like giúp mình nha. Xin cảm ơn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào.